chào mừng quý anh chị em bà con lại quay trở lại với thế giới xe cú tài xe máy Thanh Đoàn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Thanh Đoàn xin cập nhật một vài xe vừa về đổi. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị em bà con là một chiếc Way Alpha đời lốc đen và xe dàn áo rất mới và đẹp luôn. Xe có vào một cặp mâm anh chị em bà con nhé. Và xe này thì đầu và nồi có làm rồi, máy giữa chưa trẻ và chưa bị lai đồ gì ngoài cặp mâm thôi. Với miền trẻ chốt chiếc xe này để quý anh chị em cô dì chú bác ra gần với mức giá 10 triệu đồng nhá, 60L68125, 10 triệu đồng cho một chiếc Way Alpha đời đầu. Đó, xe có đầy đủ này, bình đề đầy đủ, hơi nhiều bình tí nhá, mọi người mua thì mình ra bình mới này. Máy móc em ru anh chị em bà con nhá, với giá để quý anh chị em bà con 10 triệu đồng một chiếc Way Alpha đời lốc đen. Và có một chiếc ẹc cái hôm nay cũng vừa về đổi, ốc tán cực kỳ sáng luôn. Lưu ý là xe này đang dán trùng nguyên con anh chị em bà con nhá. Đó, mang biển số 59D2-22418 với giá 22.800.000 đồng. Một chiếc ẹc 150. Đó, ngày hôm nay về rất nhiều xe trong buổi tối này. Đó, Novo LX cực mới và đẹp luôn này. Đó, để anh chị em bà con 7 triệu đồng. 59C245253. Xe rất là liên lạc luôn, phiên bản đời 2011, 7 triệu đồng. Đó, đời tem giới hạn rất đẹp và mới nha. Bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt. Một chiếc Winner V1 vừa về đổi màu đỏ nha. Con này đăng ký cuối 2018 luôn. Xe đầu nồi zin máy còn cực kỳ êm luôn. Với giá để quý anh cho bà con 19.800. 61C169457, 19.800.000 đồng. Ở đây một chiếc Acelo màu xanh, bánh mâm đĩa dàn chân ốc tán cực kỳ sáng và đẹp luôn. Mang biển số 59M164325 với mức giá 9.800.000 đồng. Xe bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Đó, phải bỏ thắng bên này bên đề, tại vì xe một mình em miền quay là không có quay được hết cho anh chị em bà con xem nhá. Con này biển số là 95E123502, Novo 6 màu đỏ đen, bánh mâm đĩa inox nguyên con luôn. Xe cực kỳ mới vừa lấy về xong anh chị em bà con nhá. Đó, inox nguyên con từ đầu tới chân màu đỏ đô. Trời hơi tối quay không được rõ lắm anh chị em bà con nhá. Đó, giá 15 năm. Ở đây Sirius SP đời 2016 màu vàng kết hợp với đen, bánh mâm thằng đĩa nhá, đầu nồi zin máy cực kỳ êm luôn, dàn chân nóc tán sáng này. Con này mang biển số 64F121931 với giá chiếc xe này 10.500.000 đồng. Một chiếc Vision màu đỏ đô cũng vừa về đổi xong, mang biển 95E156375 cuối 2018-2019 này. Đó, xe cực kỳ mới và liên lạc anh chị bà con nhá. Để anh chị em bà con với giá 22.500.000 đồng. Vision màu đỏ đô. Một chiếc Vespa đầu vuông đời 2019 nặng mới nha. Xe vừa lấy về xong, mang biển số 37P144238 nha. Vespa màu đỏ nhám, hai chìa khóa đi luôn. Vừa lấy về xong, để anh chị em bà con với giá 46.500. Vespa đèn vuông anh chị em bà con nhé, đời sau cùng. Đấy, loạt xe này vừa về miền quay nhanh. Anh chị em bà con xem chốt được con nào thì liên hệ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhé.